Jennie Blackpink lên tiếng về vai diễn thị phi, nói điều bất ngờ khiến khán giả sốc toàn tập. Tại buổi trò chuyện đặc biệt với Dua Lipa trong podcast At Your Service, Jennie đã có những trải lòng về hành trình trở thành thần tượng K-pop. Đặc biệt, cô nàng cũng chia sẻ về vai diễn đầu tiên của mình trong The Idol. Cách đây không lâu, Jennie Blackpink đã chính thức lấn sân sang làm diễn viên với bộ phim đầu tay là The Idol. Đáng tiếc vừa lên sóng, bộ phim này đã gây rất nhiều tranh cãi về cả nội dung lẫn diễn xuất. Đặc biệt, những động tác nhảy, những câu thoại phản cảm khiến hình tượng của Jennie trong mắt khán giả bỗng đi xuống nghiêm trọng. Có ý kiến cho rằng việc debut làm diễn viên là một quyết định sai lầm của nữ idol. Trò chuyện với Dua Lipa trên podcast Dua Lipa At Your Service của BBC Show, hai người đã thảo luận về khía cạnh của sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân. Trong buổi trò chuyện, Jennie đã chia sẻ về vai diễn đầu tiên của sự nghiệp trong bộ phim The Idol của Sam Levinson. Theo đó, Jennie hoạt động với nghệ danh Jennie Ruby Jane và đóng vai ca sĩ kiêm vũ công dự bị cho ngôi sao nhạc pop Lily Rose Depp. Jennie chia sẻ, diễn xuất chắc chắn là một trong những điều tôi muốn khám phá khi tôi làm điều gì đó. Khi tôi quyết định thực sự bỏ tâm huyết cho nó, tôi biết tôi cần phải làm điều đó một cách nghiêm túc. Và trước hết, tôi muốn chương diễn xuất mới của cuộc đời mình phải chân thực, tự nhiên thay vì chỉ như cố gắng chộp lấy bất kỳ cơ hội nào đến với tôi. Tôi thực sự đã rất kiên nhẫn với vai diễn đầu tiên của mình. Khi tôi dành thời gian ở Los Angeles vào năm ngoái, tôi đã gặp trực tiếp Sam và trò chuyện với anh ấy. Sam đã miêu tả về hình ảnh mà anh ấy hình dung cho vai diễn của tôi và mọi thứ, điều đó thực sự khiến trái tim tôi rung động. Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng và Jennie được Levinson mời làm việc qua tin nhắn. Mọi thứ đều diễn ra rất tình cờ, không lường trước được thực tế công việc. Tôi cảm thấy rất chân thật, nó khiến tôi xúc động, cho tôi can đảm để tin rằng đây là điều đúng đắn nên làm, Jennie bộc bạch. Theo lời chia sẻ, nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên cô nàng trải nghiệm công việc hóa thân vào một vai diễn, nên quả thật The Idol cũng là một thử thách đích thực. Tuy nhiên, Jennie cũng cho rằng cô đã cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt vai diễn của mình. Trái ngược với những phản ứng tiêu cực của khán giả, Jennie vẫn bày tỏ sự tôn trọng của mình với đạo diễn Sam Levinson. Cô cho rằng anh là người đã giúp cô hoàn thành thật tốt vai diễn và rất biết ơn cách cả hai đã cùng nhau hợp tác ăn ý. Được sản xuất bởi The Weeknd, The Idol xoay quanh câu chuyện của nữ chính Jocelyn Lily Rose Depp, một ngôi sao nhạc pop đang đứng bên bờ vực lụi tàn về sự nghiệp. Lúc này cô gặp một thủ lĩnh giáo phái bí ẩn, chủ một hộp đêm Tedros, The Weeknd đóng. Cả bộ phim là hành trình yêu đương của Jocelyn và Tedros, đang xen nhiều câu chuyện thú vị về các mối quan hệ xã hội, bạn bè của họ. Còn với Jennie, cô đảm nhận vai Diane, bạn thân của Jocelyn nhưng luôn tìm cách để đâm sau lưng bạn mình. Thời điểm ra mắt tại Cannes 2023, The Idol bị giới phê bình chê bai thậm tệ vì chứa nhiều cảnh quay, lời thoại phản cảm. Về phía Jennie, cô bị ném đá vì các phân cảnh nhảy múa trong phim. Dù The Idol là dự án gắn mác C18, các phóng viên trang Variety, CNN thể hiện sự thất vọng và cho rằng đây là tựa phim có nội dung sáo rỗng. Vừa qua, mạng xã hội cũng đã vô cùng xôn xao khi khoảnh khắc Jennie bật khóc trên sân khấu sự kiện BST Hyde Park 2023 được lan truyền. Cụ thể khi đang hát Tali và đến đoạn đó là lựa chọn của tôi và tôi không làm tổn thương ai cả, Jennie đã bật khóc nước nở, nước mắt rơi lã chã trên sân khấu. Nhiều người cho rằng đây là phản ứng của Jennie sau hàng loạt chỉ trích thời gian vừa qua. Đồng thời câu hát đó là lựa chọn của tôi và tôi không làm tổn thương ai cả cũng có thể được xem là lời đáp trả của Jennie với những lời công kích từ anti-fan. Suốt những ngày qua, Jennie trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi chọn vai diễn trong phim Hollywood The Idol để debut với vai trò diễn viên. Nhiều người cho rằng đây là nước đi sai lầm của Jennie bởi dự án sớm bị chỉ trích vì nội dung phản cảm, dùng cảnh nóng câu view. Bên cạnh đó, diễn xuất của cô cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời bị đặt lên bàn cân với các thần tượng K-pop khác.